Xin chào các bạn, mình là Thanh, đây là series hướng dẫn Excel 2010 bài số 20 sử dụng công cụ Sparklines. Khi các bạn muốn biểu diễn xu hướng phát triển của một dữ liệu nào đó trong bảng thì chúng ta có thể sử dụng công cụ Sparklines là một loại biểu đồ nhỏ gọn có thể biểu diễn ở trong một ô dữ liệu của Excel. Ví dụ như này, chúng ta sẽ xem xu hướng chi phí cho việc xem phim ở trong 4 tháng, từ tháng 1 đến tháng 4 là như thế nào. Bạn chỉ cần nhấn vào Insert, chọn phần mục Sparklines. Ở đây chúng ta sẽ chọn kiểu biểu đồ là hình đường thẳng, bấm vào Lines. Và ở đây có hai dữ liệu mà bạn cần phải chú ý đến. Dữ liệu thứ nhất là dữ liệu xem phim. Trong trường hợp này sẽ là từ ô C6 đến ô F6. Tiếp theo là ô thứ hai, chúng ta muốn biểu diễn cái sparkline này ở trong ô nào thì bạn có thể chọn vào ô này, xóa dữ liệu ở đang có trong đó đi và chọn vào ô H6 là ô chúng ta muốn chèn cái biểu đồ nhỏ nhỏ này vào. Sau đó bấm OK. Như bạn đã thấy thì ở đây chúng ta đã có cái gọi là Sparklines. Với Sparkline này, bạn cũng có thể chọn ô đó, kéo xuống cho các chi phí khác như thế này. Và như vậy thôi, các bạn có thể thấy rất nhanh là chúng ta đã thấy được xu hướng của các chi phí phát triển như thế nào trong vòng 4 tháng. Như trong trường hợp này, tiền du lịch không thay đổi, chúng ta đi du lịch rất là đều. Và chúng ta cũng có thể chọn được những style khác nhau, màu khác nhau cho biểu đồ bằng cách chọn ở khu style trong trường hợp này và chọn hình dáng của biểu đồ được hiện ra ở mục loại biểu đồ. Ví dụ như chúng ta bấm vào ô biểu đồ hình cột như thế này. Nhưng về xu hướng thì mình nghĩ rằng là đường thẳng sẽ biểu diễn tốt hơn cái xu hướng như thế này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.